Phải lọc bữa này trứng không luôn nè. Phải trong nè, trứng ngon ngon không. Bữa nay em sẽ đem đi phô lạc hàng cái. Nước màu vô cả nhà ơi. Bữa nay ăn cá lóc phô lạc. Mình ốp nước màu với nước mắm rồi cho thấm gia vị. Cá lóc bữa nay cũng ngon quá nè cả nhà, cá lóc bữa nay chín không ạ. Để vô xíu đường. Với miếng bột ngọt. Miếng nước mắm nè cả nhà ơi. Trộn đều đều. Chế vô miếng nước. Trộn tất cả gia vị cho nó đều lên luôn cả nhà. Sau đó mình sẽ bắt thành to. Tranh thủ nhúng lửa lên. Trời bữa nay nắng ngon quá rồi cả nhà ơi. Đây còn cái túi này. Bữa nay cái con cá lóc này nó cũng ngon quá nè cái nhà, nó cú quay. Thì sẵn đây em sẽ trả lời thắc mắc của một bình luận của một số khán giả là hỏi em là tại sao cỡ này không có đi bắt cá nữa cả nhà. Thì thiệt ra thì lúc trước là cái kênh em chuyên về săn bắt ở cả nhà ơi. Em đi thăm bãi cá này kia nọ rồi á, quay ở ngoài đẹp, quay ở ngoài ruộng á, nhưng mà thật ra là cỡ này á công chuyện nhẹ cả nhà, thử rất là lô bu nên không có thăm, nên em quay cảnh nó ăn rồi cho cả nhà xem, mà chừng nào mà có ở xong thì em sẽ quay bắt cá lại nha. Tại vì có nhiều khán giả cứ hỏi là tại sao em không đi quay bắt cá mà cứ quay nấu ăn hoài. Nên bữa nay sẵn rồi dịch em trả lời thắc mắc luôn. Với lại đi quay bắt cá với đi quay máy dầu đồ này kia sự rất là nặng luôn á. Một cái cảnh quay của quay máy dầu thật sự rất là nặng. Quay cái máy một cái là buông ra rất là mệt luôn. Rồi thêm ví dụ như này,
bữa đó em quay rồi là cái tay em nó bị chặt luôn cả nhà, nó trúng cái tay quay vô trong cái ngón tay cái này là chặt ngón tay luôn. Sau đây nè cả nhà ơi, cái này là cá lóc mua chứ không phải cái lóc mà đậu ở cái nhà, nó có lóc đậu nó không có được bự gì. Em có đăng mà bây giờ em quay về sân Bắc là em chuyên quay đăng bên video ngắn ở nhà, cả nhà có xem thì qua ủng hộ em bên video ngắn nha, video short ấy. Củi này nó không có được. Cá bữa nay trứng không cả nhà, ngon quá. Để coi nữa là tới cái mùa nước nổi nè cả nhà, cái này vài bữa nó đồng ở đây bơm nước ra mà bơm nước ra cho nhữ lúa gà lên nè, còn vài bữa nó người ta sẽ cho nước vô á, khi nào có đồng nước nổi chắc em quay phim người ruộng cho nó vui. Cái lóc bữa nay cũng ngon quá. Bọt cho nước nó trong trong quá cho cá nó ngon. Cái mùa nước nổi cả nhà, mình bơi xuồng ra ngoài hè này nè, mình đi pin nó vui. Cái này mà tắt lúa rồi hết rồi, mà cái này người ta đang nhiễm chất dài cả nhà ơi, nó không có chưa có xả nước vô. Đi cá này ngon quá rồi. Em để nước ít rồi cả nhà, nước nhiều quá nó không ngon, nước ít sẽ sắp xuống rồi. Chỗ này hình sáng sớm nắng quá, nó lội vô đây. Cái khúc đầu này ngon. Nó ghê, nếu không bị con cá là mình nó dễ bị hôi với nó bị tanh cho mấy cái nhà, nó không có được ngon. Cái khối lạc này khô
thôi cũng mau chín rồi cả nhà, nó cũng gần chín rồi, để em đi em thử nước coi nó vừa ăn không hay nó mặn lạt gì không. Cũng vừa. Chắc có lẽ cái lớp này lâu lâu mình mua nhầm con cá đó, nó cũng ăn ngon lắm cả nhà, mà nhầm con cá nó cũng bị hôi nữa nha, kiểu như người cha người ta cho ăn thức ăn cả nhà. Thấy cũng vừa rồi, như thế để hành vô cái nhà ấy. Cho miếng hành vô. Cây này nó là vừa đủ chín luôn rồi đó, cái nhà chín rồi đó. Thì cái món cá lóc kho lạc của em đến đây xin tạm dừng cả nhà. Cả nhà theo dõi clip cho em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà để theo dõi những video.